thân mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang quan tâm kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình xin dẫn mọi người ra ngoài sân và cầu cứu mọi người một điều rất là quan trọng. Ai mà có ở gần em á, ở gần Washington DC á, hoặc là những người nào đó mà cách em khoảng nửa tiếng hay tiếng gì đó, thì em đã ở vị trí nhà nha. Nếu như ai mà ở gần vị trí nhà thì giúp em cái qua đi rinh giùm em mấy cái này bớt đi, chứ giờ nhiều quá rồi, không biết làm sao bây giờ. Giờ em sẽ quay cho mọi người xem ha. Mọi người ơi, cứu em với. Em tham, em với em xã em tham quá, trồng ớt quá trời các bạn ơi. Và bây giờ em chiết ra nè, mọi người thấy nè, một cái ớt mà cái chậu nhỏ này làm sao mà nó sống nổi. Cái này em chỉ chiết ra để cho nó lớn thôi, chứ không thể nào mà nó sống nổi hết trơn á. Nè các bạn thấy nè, không thèm chiết luôn, để nguyên một cụm luôn, mà mấy cái đó là coi như là tiêu rồi đó, nó không có lên nổi. Đây, nhưng mấy cái chậu như vậy là mình phải cho một cây một chậu. À, mọi người thấy không? Mà cái chậu này em cho một cây hai chậu rồi đó. Mà mọi người thấy nè, chậu nhí nhóc quá trời các bạn. Là em chiết á, ai mà xin là em cho. Và những cái chậu này em định là cho nó bự bự chút rồi bắt đầu em cho nó xuống đất. Mà nói tiếng là hết chỗ rồi, nhiều quá mọi người ơi. Còn đây nữa nè, nếu ai thương em ghé qua em cho em tặng biếu, em gửi cho quà về luôn nè đó. Ớt nè các bạn, quá trời luôn nè các bạn. Hôm bữa là em đã gọi chị Tâm Mì qua, và nè các bạn coi nè, một cái chậu này chắc có 100 cây các bạn, nhiều lắm luôn á. Đây nè, đây cũng mấy chục cây nè, đây nè các bạn thấy không, quá trời luôn nè các bạn thấy không, nhiều lắm luôn. Mà bây giờ hết chỗ trồng rồi, mà trồng trong mấy cái bụi nhỏ nhỏ này không biết nó sống nổi không, mà nó có tốt không nữa. Tại vì khi mà đất ít quá mình sợ nó không tốt quá và không có trái nhiều á. Đây một ươm nè, lúc em ươm nè các bạn. Này cái này là ớt nè, ớt hiểm nè các bạn, nhỏ xíu à các bạn thấy không, ớt hiểm. Đây cũng bụi ớt hiểm luôn các bạn, ớt hiểm rất nhỏ nhỏ đó. Cà nữa nè, cà bây giờ không có chỗ cho ra đất nữa nè mọi người ơi. Tại nhà thì em thuê, mà cái đất này á, người ta giữ cỏ sạch sẽ, người ta không có cho làm hư cỏ người ta. Tại vì nếu như mà nguyên cái khuôn viên này mà mình trồng á, là mình sẽ xới hết cái cỏ lên và bắt đầu mình làm rào, làm vàng rồi bắt đầu mình mới trồng được. Và em chỉ được quyền trồng có nhiêu ngay chỗ đó đó, xới con ngủm đất của người ta ngay chỗ đó, mà người ta còn nhăn nhó nữa, cho nên nó hả hư, người ta gọi là hư cỏ người ta, các bạn biết không. Cho nên em không có trồng được cái gì nhiều hết trơn, chỉ trồng ít ít vậy thôi. Bởi vì có nhiều người nói là sao Minh em không trồng nhiều đó, và em muốn lắm mà em không trồng được. Rồi hôm bữa mấy chị em bơi xới nè, đây trồng ớt nè các bạn nè, trồng ớt rồi đó. Em cho xuống cây dâu đó, cây dâu em cho xuống đất luôn á. Rồi đó là rau răm, rồi em tận dụng ở đằng kia em trồng bầu dòng bí. Nhưng mà đó đó các bạn thấy cái cây bầu đó, cái bầu đó với mấy cái bụi ớt em cũng cho vô chậu để gì dày đó, chứ không dám cho xuống đất. Tại vì mình cho xuống đất là mình phải làm sạch cỏ mình mới trồng cây được, mà làm như vậy thì người ta nói hư cỏ người ta, cho nên không dám. Cho nên á, anh chị nào á mà có ở gần em á, mà có muốn xin ớt á, thì liên hệ với em qua đây em tặng cho bớt. Quá trời nè các bạn, bây giờ nó ra nhiều quá trời luôn, mà nó nhẹ bon bon à, mà không biết chừng nào nó rụi nữa. Tại vì đất ít quá, cái chậu có chút xíu này nè, đất ít quá không biết chừng nào nó rụi nữa. Mà thấy nhiều quá, giờ hết chỗ trồng rồi. Ngay cái chỗ mà mấy gốc mấy kẹt rồi là em đã trồng hết rồi, mà nó cũng còn rất là nhiều. Tại vì tham quá, gieo quá trời luôn các bạn. Đây nè, bạn thấy không, em nói thiệt mấy cái này, thấy gì chứ 4-5 chậu này á hả, là đem ra gieo cũng là mấy trăm cây á. Tại vì á, hôm bữa em cũng cho chị Tâm Mì hết một mớ rồi, cho chị Tâm Mì hai chậu như vậy luôn mọi người, hai chậu như vậy luôn. Rồi mấy cái chậu ớt hiểm, mà mấy chậu ớt chuông nữa, mấy cái này là có đủ loại luôn mọi người. Ớt to, rồi ớt không cay, rồi ớt cay, rồi ớt hiểm, đầy đủ luôn. Đó là nãy em chỉ cho mọi người đó, đây là ớt hiểm nè. Còn ớt mà mình mua ngoài chợ, ớt chỉ thiên dài dài nhọn nhọn đó. Rồi cái này là ớt loại mà trái bự, mà trái bự dài dài giống như ớt sừng trâu vậy mọi người, mà bự hơn ớt sừng trâu chút xíu á. Rồi đây nữa nè, mấy cái loại ớt nữa nè, nhiều lắm.
đó, ai ai mà muốn trồng thì qua đây liên hệ với em, ở gần em liên hệ với em cho em về trồng. Có cái anh kia ảnh ở bên tiểu bang kia cách 1 tiếng đồng hồ, ảnh cũng xin ớt em để thứ bảy này em qua bển em chơi em cũng cho ớt, mà cũng còn nữa, còn nhiều lắm. Tại vì em cho vô chậu vậy chứ em không có xuống đất được, tại vì hết đất để xuống rồi. Đất như mọi người biết không, ở dưới mấy cái đét này nè là em đã bỏ cây dài xuống rồi, nhưng mà cũng không đủ chỗ để trồng. Cho nên anh chị nào thích trồng ớt liên hệ với em cho nha mọi người. Đó đây, nó đang nằm chờ đợi mọi người đây, ai muốn xin thì liên hệ với em cho. Để cái ớt này mọi người chỉ cần cho xuống đất khoảng một tháng trời thôi là bắt đầu nó sẽ bung bông hoa ra, bắt đầu là sẽ có trái à, rất là mau. Tại vì không khí ở bên đây mà có nhiều người họ chưa có chồng, họ sợ, họ nói là chồng vậy không biết kịp ăn tới cái nó ra trái hay không. Em nói thiệt đó, tới khi mà nó chín nó rộ á là nó sẽ tới cái mùa đông luôn đó, là nó kịp vậy luôn mọi người, hay lắm đó. Rồi em giới thiệu sơ sơ cây đậu đũa của em nè mọi người. Cây đậu đũa của em có trái rồi nè mọi người, nhìn thấy cưng không, cây đậu đũa có trái rồi nè các bạn. Đậu que chứ, cây này cây đậu que nè, cái trái đậu que nè các bạn, đậu que đó. Còn bên đây hình như đậu đũa nè, cây này mới là cây đậu đũa nè đó. Cây này chưa thấy trái. Ngày hôm nay mình thấy được một trái dâu chín rồi các bạn ơi. chồng ở trong cái hũ vậy mà tính ra cũng có trái xôm tụ quá mọi người, nó chín rồi nè. Để mơi bẻ ăn. Trái này nó còn hơi cam cam, mơi cho nó đỏ một chút. Bên đây cũng có mấy trái nè, nó sắp chín rồi nè, có mấy trái sắp chín rồi nè. Đó các bạn thấy không, nó to to trắng, nó chuyển sang màu trắng là nó gần chín rồi đó. Giống như trái này cũng vậy nè, nó chuyển sang màu trắng là 2 ngày nữa là chín.